Dạ, em xin chào anh chị em tổ hợp ngày mai của mình nha. Hôm nay em tiếp tục bàn giao cho chị khách ở Bình Phước một ba con máy, một con máy một kim Siruba 7200 ha. Con này năng dừa tự động và con máy bắt sổ hai kim 4 chỉ của Đài Loan nha. Con này tình trạng đã qua sử dụng motor liên trục. Màu và một con máy cán rèm cửa và máy đục lỗ rèm ha. Và một bàn ủi hơi nước. Em vừa bàn giao xong và quay lại cho anh chị em mình tham khảo ha. Cảm ơn chị khách đã tin tưởng và ủng hộ công ty em ha. Rồi, nếu anh chị em có nhu cầu cần tư vấn các dòng máy mới hoặc là cũ thì xin liên hệ bên công ty em. Địa chỉ của cửa hàng em là 512-1 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là gọi lên số hotline là 0939 843 160 để gặp anh Hải để được tư vấn và báo giá tư vấn cho anh chị em mình nha. Đây, máy vừa lắp xong, sẵn quay lại cho anh chị em mình tham khảo nha. Về Bình Phước, khi anh chị em mà mua ở tỉnh xa, mua với số lượng nhiều quá thì bên em cũng có hỗ trợ vận chuyển về dưới và hướng dẫn mình lắp ráp sử dụng luôn nha. Đây. Đây, máy cán rèm cửa nha, hai motor. Con này máy cán rèm này là hai motor chạy rất là mạnh nha. Đó. Và máy đục lỗ rèm. Đó, bàn ủi hơi nước đây, vừa ghim điện và test xong ra chỉ vải hết. Đó, sẵn em quay lên đó, cho anh chị em mình tham khảo. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nếu anh chị em mình có nhu cầu cần tư vấn thì xin liên hệ với số điện thoại của công ty ha. Số điện thoại thì em để góc trái màn hình. Đó, anh chị em mình có nhu cầu thì cần tư vấn thì gọi lên số hotline công ty thì được hỗ trợ và tư vấn cho anh chị em mình ha. Rồi, em xin chào.